Đây, lên cái đây đọc lạ cho anh em chơi nè. Zalo trước đây nha anh em. Số này nha. Con này là 401. Nếu mà tính luôn lại in là 401. Mình đang nghe âm thang nè, cassette nè, radio nè. Cassette, âm thang, radio, âm ly. CD luôn, 501 luôn nha anh em. Đùa con này dữ à. Đó. Giờ mình thử từng chức năng nha, cái đang nghe âm thang này nè. Cái đĩa này cũng khô lắm rồi nè. Là tự hành anh em ơi. Từ từ rồi, đứng nâng đây nè. Nâng cái kim ra nè anh em ơi, phải trân trọng nó chút xíu nha. Đây một cái nè nha, cái đây đĩa hồi xưa nè. Đám cưới nhà Vinh. À, cái bài này, à Hùng Cường, giọng là giọng Hùng Cường. Bỏ cái đây vô lại nè nha. Ok chưa, dơ hay luôn nè anh em. Cái này là đĩa, hãng đĩa hồng hoa. Hoa hồng. Gạt qua, tha xuống, cái đây 78 nha. Con này chạy 33 45 78. 33 này 45 78 này. Không có 16 nha, 16 này nó chậm nữa. Ui. Được rồi anh em. Đó anh em là thích chơi cải lương rồi. Cái thứ này nó vô hồn này. Con này là con Tích LB 550. Con này là đời mới nha anh em, nó chơi được USB luôn nha. USB vô đây nè. USB này là USB tip tip bơ nha anh em, bơ bò nha. Ok giờ cái đầu là đầu của máy in nè. Tại vì nói chung mấy cái số thì mình cũng gặp rồi. Rồi bây giờ ngưng cái đây nha, chuyển ngoài nè. Cassette nè. Này lâu dễ tu tu hoặc rồi. Anh em cẩn con đã nghe đủ thứ rồi, nghe con này được rồi nè. Nhỏ nhỏ bản quyền. Rồi, rồi coi thử bây giờ lay in cho anh, lay in công máy tính sẵn này, lay in này. Lay in là tẹt ra luôn, không có sợ bản quyền. Hợp lại. Tum 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 tắt. CD. Đủ mình lỡ rồi chơi thanh tiền luôn anh em ơi. Lấy đĩa đây của chợ Kim Biên chơi luôn nha. Đó, ở đây mình thử máy là thử giải anh em, cứ lấy đồ nồi đồng cối đá ra mình chơi nha. Mà con nào mà nó chơi được là chơi được mấy cái đĩa tốt hết. CD. Đấy, nó kêu. Nó kêu là mùi đó là mùi vô anh em. Coi thử coi. Vô. 3 phút rồi lẹ đi. Đó, 8 bài đó, chưa thanh tiền này. Nghe intro chút xíu nha, chứ không hát được đâu. Nó không hát là bản quyền nặng nữa, nên hiểu không, thông cảm nha. Ballad, Zumba cũng được. Hát nữa đi. Đấy, vậy là anh em thấy rồi, hiểu ý nói không? Next qua này. Next cỡ bài gần cuối coi. Bài cuối luôn thôi coi. Chuyện mưa biên giới Nguyễn Văn Đông. Nói tôi nói thật, mấy ông tôi nhiều trò lắm. Xin lỗi rốc nha anh em. Mấy ông nào muốn bán hàng là qua đây. Thật anh em, giao lưu của tôi. Tôi bán hàng nhiều trò đó. Xin lỗi, lộn rồi. Không phải chiều mưa biên giới. Bài này là cái gì? Bài gì của Bàn Kiều rồi. Lộn mà xin lỗi. Intro giống chiều mưa biên giới quá. Cầm đèn đi trước ô tô rồi. Con ra như Rin á. Thôi bỏ qua chuyện đó đi nè. Con ra Rin nó hình như là nó có cái remote nữa nha nè. Rồi, thôi bây giờ mình chuyển qua cái line đây, nghe cho thoải mái. Tại vì cái con này thấy cũng được, mình test kỹ cho anh em. Con này anh em lấy nó ao ra âm ly cũng được nè anh em. Mà đặc biệt con này là hàng xịn sò nha, Made in China này nè. Để mới mà anh em, gia cố mà, nhưng mà nó chính hãng, hiểu không?
Không thấy chắc âm nó không được anh em ơi. Rồi ok nhé, nên là chơi Zalo số này nha anh em ơi.